sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home. Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mẫu Nhà Lưu Phố Mark Home. Trong số mới nhất lần này, chúng tôi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Nghị tại Thanh Hóa. Tại kênh YouTube Mẫu Nhà Lưu Phố Mark Home, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về những mẫu nhà lưu phố được xây dựng ở nhiều khu trung tâm thành phố giáp với tuyến đường lớn, với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng cùng với mức độ đầu tư tài chính để quý vị có thể dễ dàng tham khảo. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn sớm nhất đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty Mark Home. Và đây chính là ngôi nhà của gia đình anh Nghị tại Thanh Hóa. Tùy vào nhu cầu thẩm mỹ, mong muốn sử dụng và diện tích khối đất, mỗi công trình sẽ mang những kiểu dáng khác nhau. Ngôi nhà của gia đình anh Nghị được xây dựng với kích thước chiều ngang là 5m và chiều sâu là 17,52m. Với kích thước này, các kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế ngôi nhà với những hình khối vuông vức khỏe khoắn. Từ bên ngoài nhìn vào, công trình hiện lên như những khối hình hộp xếp chồng lên nhau. Tầng 2 được thiết kế đua ra khá là độc đáo, phá bỏ sự đơn điệu. Phần mặt tiền của tầng 1 được ốp gạch granite. Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể thay gạch granite bằng sơn giả đá. Tuy nhiên thì so với sơn tường, việc ốp gạch đặc biệt là gạch granite mang đến nhiều ưu điểm. Đầu tiên thì chất liệu này mang đến sự bóng đẹp nhất định, tạo được ánh nhìn thiện cảm đối với người đối diện. Tiếp theo thì gạch granite có khả năng kháng nước tốt, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng cho phần ngoại thất. Và cuối cùng, loại gạch này còn có khả năng chống trầy xước và rất là bền màu sau thời gian dài sử dụng. Nó chắc chắn sẽ góp phần mang đến vẻ đẹp bền vững cho công trình. Cửa chính của công trình thì được xử lý với chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính. Những mẫu cửa gỗ bốn cánh được nhiều người yêu thích và lựa chọn bởi nó tôn lên được vẻ đẹp sang trọng, tạo được điểm nhấn và gây ấn tượng mỗi khi chúng ta đón tiếp khách đến chơi nhà. Trên thực tế thì gỗ lim Nam Phi có khả năng chịu lực cao và độ biến dạng thấp và là một trong bốn loại gỗ quý của Việt Nam nên có giá trị khá cao trong mắt nhiều tín đồ kiến trúc. Màu sắc của cửa chính tạo nên sự liên kết với chất liệu gỗ nhựa được ốp ở mặt tiền của tầng 2. Sự xuất hiện của gỗ nhựa giúp cho công trình có điểm nhấn và thu hút hơn. Tầng 2 thì có một ban công nhỏ được thiết kế đảm bảo sự an toàn. Và chúng tôi đã lắp đặt vào đây lan can kính cường lực với độ dày là 12 ly. So với nhiều chất liệu khác thì lan can kính có khả năng nới lỏng không gian và mang đến tầm nhìn đẹp. Ở vị trí hai bên hông và phía sau của ngôi nhà thì chúng tôi đã sơn phủ tường bằng màu trắng sứ, đơn giản liền khối. Phía sau nhà là một khoảng sân nhỏ, được lát hoàn toàn bằng đá, mang đến cảm giác sạch sẽ. Đặt ở vị trí cuối của mái là tét nước và thái dương năng. Công trình được thiết kế với hai lối tiếp cận, một lối cửa trước và một lối cửa sau. Lối tiếp cận, ngoài là nơi di chuyển thì đây còn là giải pháp lấy vào gió, ánh sáng tự nhiên và khí trời. Với diện tích mỗi mặt sàn khoảng 87m², các kiến trúc sư của Mark Home đã kết hợp với nhu cầu sử dụng và đưa ra cách bố trí công năng phù hợp cho từng tầng. Điểm chung của cả hai tầng chính là tất cả các khu vực chức năng sẽ được thiết kế sát về bên phải của ngôi nhà, phần diện tích còn lại chính là hành lang giao thông xuyên suốt các khu vực chức năng. Di chuyển ở không gian tầng 1, đầu tiên thì chính là không gian phòng khách với diện tích là 28m². Với chiều ngang 5m, phòng khách không nên sử dụng những thiết kế quá cầu kỳ bởi sẽ dễ tạo nên cảm giác ngột ngạt và chật chội. Thiết kế TV treo tường cũng là một giải pháp hợp lý ở khu vực này. Ngoài ra thì để mang đến cảm giác cơi nới không gian, quý vị nên sử dụng những màu tường tươi sáng, trong đó thì có thể kể đến màu trắng. Đây chính là một sự lựa chọn rất là lý tưởng, giúp đánh lừa thị giác của người nhìn. Phía sau khu vực phòng khách thì chính là cầu thang dẫn lên tầng 2. Chúng tôi cũng đã thiết kế ở vị trí này một hệ lam để khéo léo che đi phần cầu thang, tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tiếp tục đi vào trong thì chúng ta sẽ thấy một phòng ngủ thường. Căn phòng này thì rộng 11,5m². Với một ngôi nhà lưu phố thì đây chính là diện tích tương đối thoải mái. Để giúp phòng ngủ trông rộng rãi hơn thì thiết kế tủ âm tường, tủ kịch trần hoặc là những đồ dùng vật dụng dàn treo rất là cần thiết. Chúng ta cũng có thể sử dụng những giường ngủ có hộc kéo thông minh, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm được diện tích. Tiếp theo thì chính là khu vực bếp ăn. Phòng bếp ăn có diện tích 17,5m². Diện tích này thì vừa vặn để chúng ta có thể đặt vào đây một hệ tủ bếp hình chữ L và một bộ bàn ghế ăn. Với những mẫu nhà lưu phố, khi chúng ta không thể đón nhận ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào và lưu thông không khí, thì chúng ta phải chú ý đến việc bố trí máy điều hòa nhiệt độ, máy hút mùi để giúp hạ nhiệt và giảm mùi hôi, tránh cảm giác ngột ngạt. Thiết kế về cuối nhà là một nhà tắm có diện tích 4,5m² và một nhà vệ sinh có diện tích 4,3m².
Ở tầng 2, khu vực đầu tiên là phòng thờ, được thiết kế với diện tích 8m2. Bàn thờ đặt ở vị trí tầng trên cùng, mang đến sự riêng tư tối đa. Mọi nghi lễ cúng, hương khói thì cũng sẽ được thực hiện một cách đảm bảo và không sợ bị gián đoạn. Phòng thờ cần tránh nhà vệ sinh, nhà bếp, đồng thời thì phòng thờ cần được đặt ở nơi thông thoáng nhưng phải kín gió. Tầng 2 có 3 phòng ngủ, có diện tích lần lượt là 11,7m2, 11,5m2 và 12,3m2. Các kiến trúc sư của Markham đã thiết kế cho mỗi phòng một ô cửa sổ với tầm nhìn quay về vị trí hành lang giao thông chung. Thiết kế này cũng phần nào mang đến sự thông thoáng cho căn phòng. Tương tự như tầng 1 thì thiết kế về cuối tầng 2 là một nhà tắm có diện tích 4,5m2 và một nhà vệ sinh có diện tích 4,3m2. Ngôi nhà này có chiều cao tính từ cột 00 là 8,7m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,6m, chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,3m. Nếu để ý thì quý vị sẽ thấy đây là những con số đều chia hết cho 3. Theo quan điểm về phong thủy thì đây là những con số đẹp, đạt chuẩn về mặt phong thủy. Nếu như nhà quá thấp thì sẽ dễ dẫn đến cảm giác ngột ngạt, còn nếu như mà nhà quá cao thì sẽ dễ khiến cho chúng ta có cảm giác là trống trải. Vì nên việc lựa chọn một kích thước phù hợp là điều vô cùng cần thiết. Hiện nay thì nhà mái bằng được sử dụng khá là phổ biến và là xu hướng của các mẫu nhà phố bởi nó được thiết kế theo kiểu đổ bằng bê tông chắc chắn kiên cố. Và kiểu mái này thì mang đến vẻ thẩm mỹ cùng với nét đẹp gọn gàng. Chính đặc điểm kiến trúc gọn gàng đã giúp cho những mẫu nhà mái bằng phù hợp với mọi không gian, không lo làm ảnh hưởng đến những công trình bên cạnh. Ưu điểm lớn nhất của nhà mái bằng có thể kể đến chính là sự bền bỉ và chống chịu rất là tốt trước các tác động của thiên nhiên bởi nó sở hữu độ dốc tương đối thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 5-8%. Nhà mái bằng thì có khả năng chống cháy cao, không lo dục thủng như là nhà mái ngói và nhà mái tôn. Đặc biệt với lợi thế mái bằng phẳng thì gia chủ có thể sử dụng để làm nơi vui chơi, sinh hoạt ngoài trời, sân chơi, trồng thêm nhiều cây xanh và rau củ quả. Về sau thì việc cải tạo, nâng cấp khi có nhu cầu cũng sẽ rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì nếu quý vị đang có ý định xây nhà mái bằng thì hãy chú ý đến một số vấn đề sau. Nhà mái bằng sẽ có trọng lượng lớn nên dễ gây nên áp lực cho phần móng. Vì vậy thì chúng ta cần phải tính toán xây dựng móng thật là chính xác và hợp lý. Nhà mái bằng thì có khả năng bị thấm và tạo nên các vết loang, vậy nên công tác chống thấm cũng cần được đầu tư và chú trọng. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua một số thông tin liên quan đến hồ sơ kết cấu của ngôi nhà. Như chúng ta đều biết, kết cấu là một bộ phận rất là quan trọng của quá trình thi công, có vai trò là bộ phận chịu lực chính của công trình. Kết cấu sẽ chia ra thành các cấu kiện có tính chất liên kết nhằm để tạo ra bộ khung của công trình như là sàn, dầm, cột vách, móng, v.v. Bàn riêng về vấn đề móng thì ở công trình này, sau khi tiến hành khảo sát thực địa kết hợp với tính toán tải trọng công trình, chúng tôi đã lên phương án sử dụng móng đơn bê tông cốt thép. Móng đơn là loại móng chiều một cột lớn hoặc là một chùm các cột đứng gần nhau có tác dụng chịu lực. Móng đơn được dùng để gia cố hoặc là xây dựng và áp dụng đối với những công trình có tải trọng nhẹ, được xây dựng trên nền đất có độ ổn định và tương đối cứng. Về ưu điểm thì móng đơn là móng dễ thi công, có chi phí thấp, phù hợp với mức đầu tư của nhiều gia chủ. Quá trình thi công móng đơn thì sẽ gồm có: bước 1 thì chúng ta sẽ đóng cột và đào hố móng, bước 2 đổ bê tông, bước 3 chuẩn bị cốt thép, bước 4 đổ bê tông cho móng. Về vấn đề điện nước thì quý vị có thể xem thêm tại hồ sơ điện nước. Trước kia chi phí điện nước thường chiếm một phần nhỏ so với giá trị của công trình, nhưng ngày nay với sự phát triển chung của thời đại thì nhu cầu sống của mỗi cá nhân được nâng cao, vấn đề điện nước ngày càng được chú trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tổng quan nhu cầu sử dụng của cả gia đình, lựa chọn giải pháp thi công và vật tư đồng bộ khoa học, lựa chọn trang thiết bị phù hợp cùng với bản thống kê cụ thể rõ ràng để gia chủ có thể dễ dàng giám sát. Hồ sơ điện nước sẽ đảm bảo được phương pháp lắp đặt khoa học, vận hành tối ưu, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự an toàn. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Nghị tại Thanh Hóa. Hy vọng rằng là mẫu nhà ngày hôm nay đã phần nào mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những ai đang có ý định xây dựng mẫu nhà lô phố. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế, thi công hoặc là hoàn thiện nội thất thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn, giải đáp đến từ đội ngũ kiến trúc sư của Markham. Và nhân dịp chào mừng đại lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới thì Markham đang triển khai rất là nhiều chương trình ưu đãi lớn trong năm như là miễn phí 100% chi phí thiết kế, tặng ngay một chiếc xe SH125i phiên bản năm 2021 cùng hàng loạt quà tặng như là tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút mùi v.v. hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Và đối với những khách hàng chỉ đăng ký thiết kế thì chúng tôi cũng có chương trình khuyến mãi như là giảm giá 30% chi phí thiết kế từ 200.000 còn 145.000 trên mét vuông và hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 đến 5 lần, giảm 10% chi phí khi ký kết hợp đồng online.
Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ công ty của chúng tôi, cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mại hot trong năm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.